Đại tá Mỹ nói Nga có thể giáng đòn chí mạng nếu Washington triển khai quân tới Ukraine. Quan chức Nga tiết lộ cách bắn hạ F-16 trên bầu trời Ukraine. Kế hoạch cấm khí đốt Nga của EU có thể không được thông qua. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với những tin tức thời sự được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Nghệ An TV. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung sẽ có trong chương trình. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Jacqueline Freedom, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas Gregor nhận định nếu Mỹ triển khai quân ở Tây Ukraine, Nga có thể giáng một đòn chí mạng vào họ. Theo ông, tất cả các trung tâm hậu cần và căn cứ quân sự hỗ trợ sẽ bị tên lửa Nga phá hủy. Ông Gregor nói, Tổng thống Vladimir Putin đã nói rất rõ hậu quả của sự can thiệp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là gì. Theo đại tá, NATO hiện không quan tâm đến các cuộc đụng độ quân sự trực tiếp. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng đưa quân đội Pháp tới tham chiến ở Ukraine, nhưng đồng thời bày tỏ hy vọng rằng đất nước của ông sẽ không buộc phải làm như vậy. Theo ông Macron, đến một lúc nào đó, người châu Âu nên sẵn sàng ngăn chặn Nga tiến xa hơn ở Ukraine, nhưng ông hy vọng rằng chúng ta sẽ không phải trực tiếp chiến đấu. Nhà lãnh đạo Pháp nói, nếu muốn hòa bình, chúng ta phải bảo vệ nó. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tự trang bị vũ khí cho mình. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải răn đe và thuyết phục đối thủ rằng nếu họ đi quá xa và đe dọa lợi ích và an ninh của chúng ta, tôi sẽ không loại trừ khả năng can thiệp. Ông nhấn mạnh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đang bị đe dọa và nền pháp quyền cũng như các quy tắc chung cũng bị đe dọa. Tổng thống Pháp nói thêm, và nếu chúng ta cứ để mọi thứ ở Ukraine như hiện tại thì điều đó có nghĩa là kẻ mạnh nhất sẽ thắng và chúng ta không thể an toàn vì cuộc chiến đang diễn ra cách đó 1.500 km. Vì vậy, tương lai và an ninh của chúng ta đang bị đe dọa ở Ukraine. Đây không phải là lần đầu ông Macron đề cập đến phương án đưa quân tới Ukraine để đối phó Nga. Trước đó, Nga đã triệu đại sứ Pháp tại Moscow để lên án chính sách khiêu khích của Paris. Pháp chỉ trích việc triệu tập đại sứ nước này tới Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng Moscow sử dụng chiến thuật đe dọa. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov lưu ý rằng tuyên bố của đại diện các nước phương Tây về việc họ sẵn sàng gửi quân đội tới Ukraine đòi hỏi Moscow phải có phản ứng có trách nhiệm, nhanh chóng và hiệu quả. Theo ông, cuộc tập trận hạt nhân được Moscow công bố tuần trước có liên quan trực tiếp đến những tuyên bố đe dọa, khiêu khích và leo thang căng thẳng mới nhất trên lục địa này của một số đại diện châu Âu. Mới đây, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Olaf Scholz và lãnh đạo các nước Bắc Âu ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã tuyên bố lô tiêm kích F-16 đầu tiên cho Ukraine sẽ được bàn giao và hoạt động trong vòng một tháng nữa. Tuy nhiên, ấn phẩm DSS của Đức đã đính chính tin tức của chính mình về việc bàn giao máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch cho lực lượng vũ trang Ukraine. Trong phiên bản mới, các tiêm kích F-16 nói trên sẽ đến Ukraine không phải trong tháng tới, mà là trong vòng vài tháng. Các nhà báo được cho là đã hiểu sai lời của Thủ tướng Đan Mạch. Mặc dù vậy, lực lượng phòng không Nga không quan tâm khi F-16 đến bởi vì họ đang chờ đợi và chuẩn bị sẵn sàng. Cựu chỉ huy lực lượng phòng không thuộc Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm của Không quân Nga, sĩ quan Sergei Khatilev cho biết, bản thân F-16 là mục tiêu chung của các khẩu đội phòng không và các hệ thống vũ khí hiện đại như S-400 sẽ bắn hạ chúng mà không gặp khó khăn gì. Mục đích của việc triển khai máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất trên bầu trời Ukraine là sử dụng tên lửa không đối đất tầm xa, có thể phóng mà không lọt vào tầm bắn của phòng không Nga. Đại tá Khatilev nói thêm, tôi có thể cho rằng phương Tây sẽ cung cấp cho Kiev một số lượng tên lửa nhất định hoặc đã bàn giao chúng. Nhưng có một điểm cần lưu ý, không quân Ukraine phải có ưu thế trên không trong khu vực này và sở hữu máy bay AWACS đang làm nhiệm vụ trên không. Ngoài ra, họ cần khắc phục sự can thiệp mà hệ thống tác chiến điện tử của chúng tôi sẽ gây ra. Ông Khatilev nhấn mạnh, ngoài ra, để phóng tên lửa tầm xa, F-16 sẽ phải bay lên độ cao lớn, nơi chúng sẽ không chỉ bị radar phòng không mà cả máy bay AWACS của Nga phát hiện. Trước những phân tích trên, Đại tá Khatilev cho rằng số lượng hạn chế tiêm kích F-16 sẽ không đủ để gây ra bước ngoặt trên chiến trường. F-16 được khai sinh từ chương trình máy bay chiến đấu hạng nhẹ của Không quân Mỹ đầu những năm 1970. Chương trình này nhằm tìm kiếm một mẫu máy bay hạng nhẹ, một người lái, một động cơ. F-16 chỉ có một đuôi đứng cùng với một đường lấy khí to nằm dưới bụng máy bay. Khi cần phải tăng tầm hoạt động của máy bay, ngoài việc gắn các thùng dầu phụ ở các mấu cứng dưới cánh, thì F-16 có thể ốp các thùng dầu phụ dạng khí động học lên thân máy bay, giúp tăng tầm hoạt động trong khi không làm mất đi mấu cứng gắn vũ khí cũng như khả năng cơ động của máy bay so với thùng dầu phụ thông thường. Về trang bị vũ khí, F-16 có một pháo chính M61 Vulcan 6 nòng 20mm. Bên cạnh đó là các loại vũ khí gắn dưới cánh như tên lửa đối không tầm trung, không đối đất, bom thông minh cũng như bom ngù các loại.
Thực sự, F-16 là loại máy bay được thử thách qua các cuộc chiến, chứng minh rằng nó có thể làm tốt các nhiệm vụ, từ đánh chặn đến tuần tra, không kích đến diệt radar. Các quốc gia mua F-16 còn tích hợp các thiết bị của họ. Bên cạnh bom, F-16 còn có thể mang các thiết bị chuyên dùng cho các nhiệm vụ riêng biệt như thiết bị gây nhiễu điện tử ECM, thiết bị bán dẫn, cảm biến. Radar tiêu chuẩn của máy bay là dòng AN/APG-66. Tờ Politico mới đây đưa tin, Hungary có thể phủ quyết đề xuất trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu EU đối với khí tự nhiên hóa lỏng LNG Nga, là một phần trong gói trừng phạt thứ 14, lần đầu tiên EU dự kiến nhắm vào lĩnh vực khí đốt của Nga. Theo Politico, Ủy ban châu Âu đã đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với LNG Nga vào tuần trước. Các biện pháp này sẽ ngăn các nước EU tái xuất khẩu LNG của Nga, nhưng sẽ không đưa ra lệnh cấm hoàn toàn đối với việc nhập khẩu khí siêu lạnh vào Liên minh châu Âu. Politico nhận định, Hungary bày tỏ sự dè dặt đáng kể về đề xuất này. Trong các cuộc thảo luận, ngoại giao ban đầu vào tuần trước, đặc phái viên hàng đầu của Hungary đã cảnh báo rằng Budapest sẽ ngăn chặn mọi biện pháp khiến chi phí năng lượng cao hơn ở châu Âu. Quan chức Hungary nói, chúng tôi sẽ phân tích đề xuất nhưng không ủng hộ bất kỳ điều gì có thể có tác động tiêu cực đến thị trường khí đốt của EU. Politico trích dẫn những người có mặt tại cuộc đàm phán kín cho biết, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha đã yêu cầu thêm thông tin kỹ thuật về các biện pháp trừng phạt mới. Theo Politico, việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với LNG là một sự thay đổi đáng kể trong chiến lược của EU. Cho đến nay, EU vẫn chưa đưa ra hạn chế nào với khí tự nhiên hóa lỏng. Lần đầu tiên kể từ khi Moscow phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine hơn 2 năm trước, EU dự kiến sẽ trừng phạt ngành khí đốt sinh lợi của Nga. Tuy nhiên, các đề xuất trên bàn đàm phán được cho là sẽ chỉ chạm tới một phần nhỏ trong số hàng tỷ đô la Mỹ mà Moscow kiếm lời được hàng năm từ LNG. Tỷ trọng khí đốt qua đường ống của Nga trong nhập khẩu của EU đã giảm từ hơn 40% vào năm 2021 xuống còn 8% vào năm 2023. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên EU vẫn phụ thuộc vào nguồn cung của Nga. Theo dữ liệu của Hội đồng châu Âu, đối với khí đốt qua đường ống và LNG cộng lại, Nga chiếm khoảng 15% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU vào năm ngoái. LNG của Nga tiếp tục chảy đến lục địa này, chủ yếu thông qua các cảng ở Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp. Một số sau đó được tái xuất khẩu sang các nước như Italy và Đức. Hungary từng chỉ trích các hạn chế đối với Nga và trước đây đã phản đối các gói trừng phạt của EU, cho rằng chúng gây tổn hại cho chính EU hơn là Nga. Để được thông qua, các gói trừng phạt cần có sự ủng hộ từ tất cả các nước thành viên EU. Khi thông tin về khả năng trừng phạt LNG của Nga lần đầu tiên xuất hiện vào tháng trước, Moscow cho biết các nhà sản xuất trong nước sẽ tìm cách khắc phục. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, bất kỳ hạn chế nào đối với LNG của Nga cùng với nỗ lực ép nước này ra khỏi thị trường năng lượng sẽ chỉ khiến giá khí đốt cao hơn đối với người tiêu dùng EU. Trong báo cáo giám sát thị trường năm 2024 được công bố hôm 18 tháng 4, Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng ACR của EU cho biết, việc giảm nhập khẩu LNG của Nga còn được tiếp cận một cách thận trọng, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn cung khí đốt qua đường ống từ nước này sắp kết thúc vào cuối năm nay. Báo cáo đề cập đến việc hết hạn hợp đồng 5 năm vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu qua Ukraine vào tháng 12 năm 2024. Ukraine tuyên bố không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận này. Nếu dòng chảy dừng lại, EU có thể mất 13,6 tỷ mét khối khí đốt, tương đương khoảng 4% tổng lượng tiêu thụ năm ngoái. Như vậy, Nord Stream là tuyến đường ống dẫn khí duy nhất còn lại từ Nga tới châu Âu, đi qua Biển Đen tới Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria. Báo cáo cho biết, EU đang đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027. Để đạt được mục tiêu đó, việc giảm nhập khẩu LNG từ nước này cần được xem xét theo từng bước, bắt đầu bằng nhập khẩu sau ngày. ACR lưu ý, Nga là nhà sản xuất LNG lớn thứ hai ở lưu vực Đại Tây Dương sau Mỹ. Nga cũng là nhà cung cấp LNG lớn thứ hai của khối sau Mỹ vào năm 2023. Việc ngăn chặn việc bán lại LNG của Nga cho EU sẽ yêu cầu Moscow phải cải tổ lại mô hình kinh doanh hiện tại của mình, một thách thức không hề nhỏ. Nếu không có các cảng châu Âu làm điểm dừng chân thuận tiện, Nga sẽ phải sử dụng các tàu phá băng được trang bị đặc biệt để cắt băng ở biển Bắc Cực để đưa khí đốt đến châu Á. Theo chuyên gia khí đốt tại công ty phân tích dữ liệu Kepler Laurapet, điều đó sẽ gây tổn hại cho nhà máy Yamal LNG trị giá 27 tỷ đô la Mỹ của Nga ở vùng cực Bắc Siberia. Bà Pet cho biết, nếu Nga không thể trung chuyển ở châu Âu, họ có thể phải đưa các tàu chở dầu của mình đi những hành trình dài hơn.
Điều này đồng nghĩa với việc Nga có thể không thể nhận được nhiều hàng hóa từ Yaman vì tàu của họ không thể nhận được hàng. Nhà phân tích năng lượng tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, ông Petr Katinat cho biết, sự thay đổi này sẽ làm doanh thu LNG của Nga sụt giảm 2 tỷ euro, căn cứ trên số liệu năm 2023. Đó là số tiền rất lớn, nhưng chỉ chiếm 28% lợi nhuận LNG của Nga và chỉ hơn 1/5 lượng xuất khẩu sang EU vào năm 2023. Ông Katinat cho rằng, lệnh cấm là một bước tiến tích cực đầu tiên, nhưng nó chưa đủ nếu EU muốn bóc nghẹt dòng tiền của Điện Kremlin. Trong khi đó, chuyên gia Katinat nhận định, các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với các dự án LNG của Nga, bao gồm Arctic LNG-2, nhà máy Murmansk và kho cảng LNG Ust-Luga, vẫn là con hổ giấy, bởi không ai trong số họ hiện đang gửi hàng đến châu Âu. Mặt khác, các đề xuất của EU cũng chứa đầy những phức tạp về mặt pháp lý.